Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bốc mộ trùng tang, tác giả Quảng Sư Phụ, phần 1. Tiếng sấm nổ rền vang, đùng một phát như búa đánh vào tai tôi, làm cả thân mình giật nảy. Tôi mở mắt ra, thấy xung quanh mờ ảo trong cái ánh đèn cam cam phập phồng tò mờ. Tôi gượng dậy, còn đang hơi ngái ngủ. Trong phút giây đó, tôi cứ như kẻ khờ khạo, ráo rác nhìn chung quanh rồi tự hỏi, mình đang ở đâu đây? Tôi trông qua khe cửa, chỉ một màu đen thui thủi, tiếng mưa lộp độp, mà cứ như mấy phiến đá khổng lồ đang rơi đập xuống mái tiềm mỏng manh. À phải rồi, chỉ ở một nơi quá chi là tĩnh mịch, ta mới nghe mọi thứ rõ ràng tựa khuếch đại tới vậy. Sau chuyến tàu dài một ngày một đêm, tôi đã đến quê ngoại. Mệt mỏi, tôi chợp mắt từ chiều đến giờ trong phòng. Gượng dậy, cảm thấy khát nước. Tôi rời khỏi chiếc giường ọp ẹp, bước từng bước thật khẽ. Tôi láo liên đôi mắt giữa căn nhà rộng rinh, lớn hơn rất nhiều so với nơi tôi sinh sống ở thành thị. Lần cuối tôi về đây là cùng mẹ. Lúc đó tôi còn bé lắm, nên thật buồn cười. Tôi đang lạc đường, chẳng biết cái chỗ nào có thể tìm được chút nước mà uống. Đánh thức ai đó dậy thì phiền quá. Bước thêm vài bước, tôi chợt trông thấy có ánh sáng đo đỏ lòe nhòe hắt lên tường từ một căn phòng trước mặt. Tôi dám chắc đấy là phòng thờ. Thế nhưng tại sao ở đó lại không đóng cửa nhỉ? Chẳng lẽ khuya khoắt thế này rồi còn ai ở trong ấy hay sao? Tôi bỗng có cảm giác rờn rợn ở gáy cổ. Không phải dĩ nhiên mà thế. Quê ngoại, một vùng đất thuộc BTB, bao năm phủ đạn, trải qua muôn vàn biến cố lịch sử. Trên trời lúc nào cũng một màu âm u khó diễn tả. Dưới đất đào sâu vẫn tìm được xương sẩu. Vì sự ấy, khi ở đây, những tư tưởng mơ hồ về thế giới tâm linh trong tôi như trỗi dậy, khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi. Hít sâu một hơi, tôi nhấc chân đặt xuống cái nền gạch trơn lạnh cóng, rồi từ từ bước đến. Bất thình lình có cái bóng đen thò từ căn phòng ấy ra. Tôi hoảng cả hồn, nhưng tay đã kịp bịt miệng để không phát một tiếng la. Đi đâu thế? Chất giọng thanh bồng thanh nặng, thân thuộc ấy như kéo tôi thoát khỏi thần hồn nát thần tính. Đó là bà ngoại. Dạ, cháu khát nước ấy mà. Thì ra, mấy năm nay bà khó ngủ hơn trước rất nhiều. Bà kể, cứ nằm xuống, bà lại mường tượng đến bao nhiêu chuyện xa xưa. Bà nhớ ông, nhớ cậu Ti, người nay đã không còn nữa. Tôi theo bà ra nhà sau. Bà cho tôi cốc nước ấm, nằm duỗi lưng trên chiếc võng, nhìn ra ngoài khoảng tối tí tách mưa rơi. Cái cảm giác của nhiều năm trước như hiện về trong tôi. Tôi tựa như đứa trẻ trong thân xác to lớn. Bà cạnh bên, ngồi trên ghế gỗ đưa võng cho tôi. Ở vị trí này, cứ mỗi khi chớp rạch qua trời chói sáng, tôi lại thấy ngôi mộ lớn lắm, thấp thoáng xa xa giữa màn mưa, nằm ở phần đất của nhà hàng xóm. Bà biết tôi đang nhìn gì thì bà bảo, mà kết đấy. Tôi chẳng hiểu, tò mò. Bà bèn kể, độ mấy năm trước, có con rắn vàng, chẳng rõ từ đâu, nó lúc ẩn lúc hiện quanh ngôi mộ ấy, trùng vào thời điểm mà gia đình có ý định cải táng. Họ lấy làm lạ, liền đi hỏi thầy. Thầy phán đất thịnh mà kết, mang tài vận cho nhiều đời. Do lẽ đó, chuyện cải táng không được thực hiện, chỉ xây đắp thêm cho kiên cố chỗ ấy. Nghe xong, tôi thêm phần hiếu kỳ về hiện tượng tâm linh trước giờ chỉ loáng thoáng bên tai. Thôi, bà không còn chuyện về mà kết nữa. nhưng cái dạng khác. Mà trùng chính chuyện mà cậu Ti Mi lúc thanh niên đã trải qua. Rồi bà bắt đầu kể. Phía sau hè, trong một buổi trưa mà trên cao vẫn cái màu trắng đục, cô Thìa ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Hai tay người phụ nữ trẻ ấy đang thõng ra. Từ đầu buổi tới giờ thì vẫn chưa nhặt xong đám rau cho kịp cơm nước. Tất là bởi cụ Lộc, cha của cô, đổ bệnh suốt gần tháng qua. Chẳng biết đó là chứng gì mà cụ ta đi không nổi, ngồi cũng chẳng xong. Ngày ngày chỉ nằm trèo queo ở góc phòng. Hai cặp mắt căng to như quả nhãn, móng tay móng chân thì dần chuyển sang màu chì. Hễ con cháu vào thăm, cụ Lộc lại nghiến hàm răng lầm chởm ken két, tựa xua đuổi. Chứ chẳng nói chẳng rằng. Chưa dừng lại ở đó, cứ chập tối khuya, trong phòng ông ta lại văng vẳng ra cái âm thanh nghe hệt tiếng sáo. Cũng là loại nhạc cụ người này ưa thích, vẫn thường hay chơi, mà đâu tạo thành giai điệu, chỉ vài âm lên rồi ngắt quãng. Vì đó không phải sáo, nghe thì dị, nhưng đấy là tiếng thở. Những tiếng thở vô cùng khó khăn, đẩy hơi ra khỏi cái cuống họng, như bị thứ gì đó đằng lên mà còn chừa khe hẹp của ông cụ. Có lần thằng cu trong nhà từng thét lên ngay giữa đêm. Mọi người tỉnh giấc chảy ra thì thấy quần nó đã ướt nhèm. Thằng cu bảo nó tò mò vì nghe tiếng sáo của cụ Lộc nên len lén nhìn qua vách xem sao. Chẳng ngờ nó trông thấy một bóng người ngồi trên đầu giường, tóc thắt đuôi dài lỏng thòng như con rắn. Chính cái thứ đó đang luồn xuống quấn vào cổ cụ Lộc, khiến ông ta chẳng thở nổi. Nghe thế ai nấy đều hoang mang, vì có quan niệm cho rằng những gì con trẻ khi thấy giữa đêm 10 phần 9 phần đã là ma quỷ. Do đó ngay ngày hôm sau, mọi người lăng xăng đi tìm mời thầy Pháp. Có tổng 2 vị đến. Lạ thay, họ đều kết luận như nhau rằng không hề thấy khí âm. Bệnh tình của cụ Lộc chẳng phải do tà hay kẻ nào yểm bùa ngải gây ra. Sau chuyện đó, thằng cu bị một trận đòn nát mông. Và dĩ nhiên lời đó nói không còn được mọi người tin nữa. Còn thầy Lang, ngay từ ngày đầu đến chẩn đoán cho cụ nhà, người ấy đã lắc đầu rồi chép miệng đủ kiểu. Ông ta cho gọi đấy là bệnh trời. Mà bệnh trời thì làm sao chữa đây? Thầy Lang chỉ còn biết kê tạm cho vài thang thuốc bổ. Và gần cả tháng qua đi, tình hình ốm đau của cụ Lộc không hề khởi sắc, thậm chí càng thêm trầm trọng. Vừa mới đêm qua, ngoài trời sấm đánh âm ỉ, cô Thìa mang bát thuốc vào phòng của cha mình. Bất thình lình, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng đập thẳng vào mặt cô, khiến người phụ nữ ấy đánh rơi cả vật đang trên tay choảng xuống đất. Cha cô vật vã trên giường, hai cả mắt phồng lên như thể sắp lòi tới nơi rồi. Da mặt thì nhăn nhúm, lại giật giật. Cô Lộc đang nhe hàm răng, hì hục gặm cái ngón áp út của mình, tới mức nó đã sắp lìa, máu chảy dài xuống cổ tay, thì la lên một tiếng rồi nhào đến ngăn cha lại. Nhưng ngón tay cụ Lộc đã đứt, rơi trọn vào miệng của ông. Cụ ấy hách hàm, nhai rôm rốp, rồi gắng mà nuốt cái ực, như thể sợ bị Thìa giành mất phần. Bấy giờ mọi người nghe tiếng la bèn xông vào. Họ hết sức kinh hãi, chẳng hiểu tại sao cụ ta lại làm thế. Ai cũng lo lắng cả, chỉ riêng một kẻ là không. Thay vì đến xem tình trạng người nằm kia như thế nào, hắn ta lại đưa tay lên và chát vào mặt Thìa một phát thật mạnh. Còn khốn, mày trông chừng cha kiểu gì thế hả? Thìa ôm mặt. Vài người liền quay tới can ngăn. Cái kẻ chỉ đang đóng kịch như thể quan tâm đến cha mình lắm. Hắn tên là Thang, chính là con trai trưởng của cụ Lộc, một kẻ vốn lười lao động, mãi tới khi lấy vợ mới thay đổi được một chút. Tuy thế, công việc làm ăn của hắn luôn thất bại, vì tên này còn là kẻ thiếu lập trường. Thấy người ta buôn gì là lại bắt chước buôn nấy. Họ làm giỏi nên có lời, còn hắn giờ ương, toàn thua lỗ. Vài tháng, hắn lại chìa tay xin tiền cụ Lộc để trả nợ. Nhưng rồi ngày nọ, cụ ông bỗng chối từ, lắc đầu bảo không còn, và nhất quyết chẳng cho Thang thêm một đồng một cắc nào nữa. Có lẽ chính từ đây mà mâu thuẫn giữa cụ Lộc và con trai trưởng hình thành. Thang thừa biết cha hắn vẫn còn tiền của, thế mà chẳng chịu giúp. Ban đầu vì còn kính sợ cha, kính sợ người trong họ, hắn chỉ dám chửi đồng để xả cơn tức mỗi khi xin tiền không được. Nhưng sau đó, Thang bắt đầu xúc phạm thẳng mặt cha, thậm chí là đập phá đồ đạc trong nhà. Có lần, hắn còn tính dùng cây gậy trống của ông cụ để đánh chính ông. May người nhà can ngăn lại. Suốt một thời gian, tên Thang đối xử với cha mình tệ bạc, nhưng cụ Lộc không hề có hành động nào đáp trả hay phản ứng lại. Cho tới khoảng thời gian gần đây, ông ấy đổ bệnh, tên Thang mới bắt đầu giả vờ ăn năn hối lỗi, sốt sắng chăm lo cho cha. Thực chất, trong lòng hắn chỉ mong cụ Lộc bệnh nặng hơn, thậm chí là chết đi, để hắn sớm được kế thừa gia sản. Ông cụ với bàn tay khuyết một ngón, nhưng trông chẳng hề đau đớn, lại phản ứng gay gắt như mọi khi. Quát chẳng thành câu, nghiến hàm răng lúc này đã đỏ lòm của mình, xua đuổi con cháu ra khỏi phòng. Vì sợ cụ ấy lại làm gì đó đau bản thân, mọi người đành phải trói ông ta lại, băng bó. Thương cha rất nhiều, cô Thìa vẫn nghĩ tới chuyện đêm rồi, trong lòng bỗng thấy dấy lên sự bất an. Người phụ nữ ấy bỏ rổ rau đang nhạt dở ở đó, đứng dậy vào bên trong. Trước đây phòng cụ Lộc ở hướng đông, nhưng kể từ khi bệnh, ông ta rất ghét ánh sáng. Do vậy, mọi người đưa ông cụ đến chỗ mới ở đằng tây. Bước tới phòng cha, cô Thìa bỗng trông thấy điều khác thường, có ánh đèn lờ mờ ở trong ấy. Kỳ lạ quá, ngay cả khi vào trong hay mang thuốc cho cha thì cũng chẳng dám thắp đèn lên. Người phụ nữ ấy có chút ngờ nghệch, khẽ lên tiếng: "Cha ơi, con vào được không ạ?" "Hả?" Cánh cửa mở ra thì trưng trưng đôi mắt kinh ngạc. Cụ Lộc đang ngồi ở nơi bàn, xoay lưng ra ngoài. Trên người ông mặc bộ áo dài đen, đầu mang khăn đống, trông hết sức tươm tất. Hệt mọi lần cô ta đi họp với các bô lão trong làng vậy. Thì ngờ ngợ, cô bước từng bước lại gần bên cái người đang lom khom cặm cụi viết gì đấy lên tờ giấy cũ nhàu nát. "Hả? Cha! Cha ơi!" Cụ Lộc vẫn chú tâm vào việc của mình, chẳng hề quan tâm đến người đang vỡ òa cảm xúc kế cận ông. "Ôi! Cha! Cha khỏe lại rồi hả cha?" Thì mừng như tìm được thứ cô đã mất đi suốt khoảng thời gian dài. Người phụ nữ ấy chuẩn bị chạy ra ngoài gọi mọi người thì Lộc đột ngột đưa tay lên: "Ở yên đó." Thì trước nay luôn tuân theo lời cha, cô lập tức quay lại, tiến tới bên ông cụ, nhìn xuống trang giấy với những nét nguệch ngoạc mà cha mình đang vẽ, thì chớp chớp mắt: "Cha, này là gì vậy?" Ông cụ không hồi âm, mồm cứ lẩm bẩm như tính toán, rồi lại lắc đầu, đi thêm vài mét nữa. Cụ Lộc bỗng thở ra một hơi, tựa chút được gánh phiền muộn chất chứa trong lòng. Có vẻ đã xong. Khi nãy, cụ ngước sang nhìn con gái của mình, khuôn mặt ân hồng hào, khỏe mạnh, đôi mắt đã sáng long lanh như trước. Ông bỏ tờ giấy qua một bên rồi nói: Trong nhà, tao thương Mi, chồng Mi và mấy đứa nhỏ. Nhớ lời tao dặn dò, sau này chăm lo mà làm lụng, của ăn của để. Tao lấy phúc phần nhỏ nhoi mà gieo cho bọn Mi ba đời cũng chẳng hết. Thì tròn xoay đôi mắt, không biết nên đáp lại thế nào trước lời cha đang nói. Chưa chi, ông cụ lại tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này giọng ông hạ xuống như truyền tải điều hệ trọng. Mi cần phải nhớ, máu ấm không được hòa với đất lạnh. Chỉ điều ấy xảy tới thì thầy bà cũng khó mà giải trừ. Thì càng thêm mông lung, chưa bao giờ cha cô thốt ra những câu từ hết sức khó hiểu đến như vậy. Còn chẳng kịp hỏi sâu cho tò ngọn ngành, cụ Lộc đã gượng sức đứng dậy thì vội vã đỡ ông ta. Mình ra ngoài dùng cơm nhé cha ơi. Ông cụ lắc đầu, bước đến phía giường. Ông ta cứ lẩm nhẩm: Là lỗi của tao, là lỗi của tao. Ông nằm xuống, xoay mặt vào trong, rồi hất tay như bảo thìa ra ngoài. Lòng chất chứa những thắc mắc khôn nguôi, nhưng với sự tôn kính cha hết mực thì chỉ còn biết lầm lũi lùi bước mà đi ra và khép cánh cửa lại. Sơ lược đôi nét về gia đình cụ Lộc, một gia đình thuộc hạng khá giả ở làng Minh Thị này. Nhưng ngày trước không phải vậy. Thời ông Lộc và hai người, một anh một em của ông còn trẻ, họ đều rất nghèo, phải đi gặt mướn cho người ta. Rồi một thời gian, Lộc chợt biến mất khỏi làng, nghe bảo đi làm ăn xa. Thấm thoát đấy được 3 năm thì người ấy quay trở về. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Từ hai bàn tay trắng mà ông Lộc dựng nên cơ đồ giàu có đến khó tin. Ông ta mua đất, mua ruộng, còn cho anh và em của mình nơi an cư lạc nghiệp, cất cho họ 2 ngôi nhà cạnh bên mình. Ai hỏi, ông bảo rằng đi kinh doanh ở phương xa, được quý nhân giúp đỡ. Mấy năm sau, Lộc lấy vợ. Khi sinh đến người con thứ hai, tức là cô Thìa, thì bà nhà mất. Mặc dù lúc đó ông vẫn còn phong độ tràn trề, nhiều đong đưa, nhưng Lộc lại không bước thêm bước nữa, chỉ chăm lo cho con đến khi cả hai dựng vợ gả chồng. Nhiều người trong họ lẫn trong làng đều tấm tắc khen, bảo cụ Lộc là người trung thủy, sống trọng tình, xứng đáng được sự thảo kính hết mực từ con gái. Nhưng sự trong đời thường hiếm khi vẹn toàn. Chỉ mỗi cô Thìa, còn người con trai trưởng của cụ Lộc như đã đề cập thì không còn. Bên cạnh đấy, gia đình cụ và hai anh em có một sự lạ lùng. Đấy là những người con của họ, ai ai cũng hiếm hoi như nhau cả. Đến khi bạc tóc thế này, cụ Lộc và anh em ông mới có cháu để ấm bồng. Vợ chồng Thìa còn đáng buồn hơn, tới nay vẫn chưa có lấy một mụn con. Bên phía Thang thì đỡ hơn. Lúc đầu tưởng chừng hết hy vọng rồi, nhưng mấy năm trước vừa sinh được 2 cu. Năm vừa rồi cũng có đứa con gái. Phía sau hè, tiếng cưa kéo kẹt đều đều giữa màu trời xám xịt. Anh ơi, cha khỏe lại rồi đấy. Người đàn ông đang lấm tấm mồ hôi vội bỏ việc rửa tay mà đứng dậy. Em nói sao? Thật hả em? Ôi! Nhĩ, chồng của Thìa, một người làm nghề mộc, quê của anh ta ở tận ngoài miền xa, gia cảnh thì nghèo, mẹ cũng mất sớm. Anh đến cái làng này làm công cho người ta, rồi tình cờ bén duyên với cô Thìa. Mới nghe thôi đã nghĩ cả hai khó đến được với nhau, vì chẳng môn đăng hộ đối. Không những vậy, thuở đó cô Thìa xinh đẹp, có tiếng trong làng, đã vậy còn giỏi việc bếp núc. Do thế, biết bao nhiêu anh chàng ước ao được sánh đôi cùng cô. Nhưng sự bất ngờ thay, Cô Lộc lại đồng ý gả con mình cho anh chàng trắng tay ấy, và còn bảo người này về nhà đây mà ở rể, đối xử chẳng khác gì con ruột. Nhiều người lấy làm lạ, cô Lộc nhìn chung quả tốt tính lắm. Tuy nhiên, cô luôn phân biệt rõ ràng, từ sớm đã không cho phép con cháu chơi với đám trẻ nghèo hèn. Thế nhưng, nhiều người lại xem việc cô Thìa kết hôn với chàng trai kia là hoàn toàn bình thường, vì anh này cần cù, chăm chỉ. Thế nên, cô Lộc thấu được đức tính tốt đẹp và bằng lòng, hoặc vì một lý do sâu xa nào đấy khác. Nhĩ bước lại bên vợ mình, nghe việc cha bị bệnh lạ mà nay đã khỏi, anh vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, trong đôi mắt có chút lạ của Thìa, anh liền hỏi: "Ơ, nhưng sao em có vẻ không được vui thế?" Thìa bèn kể chồng mình nghe về sự bất thiện thường, cách ăn mặc chỉn chu của cha, cũng như những lời không đầu không đuôi đã rằng. Nhĩ đặt tay lên vai vợ nói: "Thôi, em đừng lo lắng quá, đủ thứ việc xảy đến, cha khỏe, còn trò chuyện cùng em, vậy là tốt lắm rồi. Ngày trước, cha anh cũng thường nói những điều khó hiểu, vì tuổi già đấy thôi." Mấy lời an ủi của chồng không khiến Thìa nguôi ngoai được, cô vẫn trầm ngâm. Thấy thế, anh ta bước đến cái nón treo ở gần đấy, đội lên: "Để anh đi mời thầy Tín về xem cho chắc chắn nhé." "Ấy, anh làm việc sáng tới giờ rồi, nghỉ tay cơm nước nữa chứ." "Không sao, sức khỏe của cha là quan trọng nhất. Em ở nhà trông, chốc nữa anh về." Bầu trời nhàn nhạt, đó giờ đã chuyển mưa. Nhĩ dạo bước giữa ngôi làng nhiều nóc, có cả 100 khẩu. Nhưng giấc này đường đất vắng tanh, cơn mưa lâm dâm khiến trên cao tối hồ, ngày đêm khó rõ. Dẫu vậy, chồng Thìa và ông thầy lang Tào Tần vẫn chẳng ngại mà một mạch mang ô hướng về nhà cụ Lộc. "Hơi, không dối gì cậu, nhưng bệnh trời khỏi được chỉ bằng mấy thang thuốc hèn mọn của tôi, kể ra cũng là kỳ tích đấy." Nghe thầy lang rằng thế, lòng Nhĩ có chút nôn nao. "Dạ, tôi không dám chắc thưa thầy, chỉ là nghe vợ bảo thế rồi mới hối hả sang mời thầy, chứ tôi chưa thử vào xem cha thế nào ạ. Nhưng ở khắp cái vùng này, đâu ông nào bốc thuốc giỏi như thầy Tín. Tôi nghe kể, người hấp hối thầy còn cứu được, thầy khiêm tốn rồi đấy." "Chú quá khen, chú quá khen." Chồng Thìa vốn là người lạc quan, anh luôn biết cách xua đi sự ảm đạm trên khuôn mặt của bất kỳ ai. Hai người vừa tranh thủ bước thật nhanh, vừa nói đôi ba câu. Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, uỳnh. Có tiếng sét chói lóa xoẹt ngang qua trời, giáng thẳng xuống cái mô đất cách thầy lang và chồng Thìa chỉ tầm chục bước chân. Chỗ đấy, người trong làng gọi là Gò Thủy Tử. Tích về nơi đó ra sao còn chưa rõ. Vừa thấy cái sự ấy, cả thầy lang lẫn anh Nhĩ tái xanh cả mặt. Hai người run bần bật, cuống cuồng lật ngược ô rồi thu nó lại, chấp nhận gánh cơn mưa tầm tã. "Ôi ôi, lạnh quá, lạnh quá đi. Dạ, mời thầy vào ạ. Em ơi, thầy Tín đến rồi nè." Thay vì nhanh chân chạy đến hiên nhà như chồng Thìa, ông lang bỗng đứng sững ra. Cặp chân mày đã sũng nước mưa của người đàn ông ấy nhăn lại. "Hả? Thầy?" Chồng Thìa xoay đầu lại. "Ôi, có mùi mỏ nho." Ông Tín quát lên, hàm răng cắn chặt lại. Với những thầy thuốc theo cái nghề gia truyền, trần bệnh từ nhỏ, tiếp xúc biết bao người trong đủ cảnh, họ thường sở hữu được những khả năng rất đặc biệt, thậm chí là dị theo tháng năm. Lại thầy Tín đây, vốn không phải tầm thường, ông ta có thể ngửi thấy mùi vị thuốc mỏ nho bốc ra từ cơ thể người. nhưng không phải người sống, là người vừa mới chết. Cha, cha ơi, em trai, cha. Ngay lúc ấy, cơn mưa trên cao bỗng chốc lớn hơn. Trong ngôi nhà vọng vang những tiếng la thất thanh liên hồi. Biết chuyện chẳng lành, Nhĩ gấp rút chạy vào. Thầy Tín thở mạnh một hơi rồi cũng nhanh chân bước theo. Vừa đến căn phòng, cánh cửa mở toang. Ông đã thấy đầy người đang đứng quanh giường của cụ Lộc. Thầy ơi, xem giúp con với ạ. Thầy ơi, thầy. Tiến lại, đập vào mắt vị lang y là cảnh tượng khiến ông không khỏi ngờ vực. Cụ Lộc nằm duỗi thẳng trên giường, hai tay xếp gọn chỗ bụng. Tuy nhiên, cái gối nằm lại dưới gáy, khiến đầu ông cụ ngửa hẳn ra sau. Hai cặp mắt vẫn đang mở trừng trừng, trắng nhách, hướng về phía cửa sổ. Hơi thở chẳng còn, chân tay lạnh ngắt. Một cái lắc đầu kèm lời nói, cụ ông đi rồi. Từ thầy Tín khiến Thìa ngất ngay tại chỗ. Bọn trẻ òa lên khóc nấc, mấy người trong họ thì gào to đầy ai oán. Chỉ nhìn sơ qua cũng dễ dàng đoán được nguyên nhân cụ Lộc chết không phải do chứng bệnh lạ thường, mà dường như có bàn tay ai đó giáp tâm làm hại. Thầy Tín nhanh chóng với lấy chiếc đèn dầu, ông soi xuống nơi cổ thi thể. Thật quái dị, nơi ấy xuất hiện dấu bàn tay hằn lên đã thâm đen lại. Ngoài nghề bốc thuốc nổi tiếng, thầy Tín còn thực hiện công tác nghiệm thi trong làng, trong huyện khi được mời. Do vậy, vị này nhận ra ngay điểm bất thường. Thứ nhất, chưa bao giờ ông thấy vết bóp cổ nào để lại trên cơ thể tử thi mà rõ mồn một tới nhường ấy. Và thứ hai, cũng chính là điều khiến thầy Tín sờn cả gáy. Mau, tránh ra hết đi. Vị lang y giật mình, thoát khỏi mớ suy luận còn đang rối rắm trong đầu. Trước cửa phòng là gã Cai Tuần và mấy tên lính sồng sộc tiến vào. Mọi người trong nhà ngờ ngợ, thậm chí lúc phát hiện cụ Lộc như thế, họ còn không dám nghĩ ông ấy đã ra đi, thế mà lại có ai đấy đi báo án. Nhưng thắc mắc của họ mau chóng được giải đáp khi kẻ bước theo sau một tên lính, chính là Thang, là con trưởng của cụ Lộc. Chắc chắn có kẻ đã hãm hại cha tôi, mong các bác giúp tôi tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho cha. Hù hù, trời ơi, cha đi thật rồi sao? Oan uổng quá mà cha ơi. Hắn giở trò mèo khóc chuột, quỳ xuống trước thi thể cụ Lộc mà đập đầu liên hồi. Kẻ ác ôn nào ra tay quá tàn độc thế này, với một người đáng quý như cụ đây chứ. Gã Cai Tuần cũng tỏ vẻ tiếc thương. Hắn liếc qua nhìn vị lang y. À, thầy Tín hả? Xin lỗi vì tôi quên chào hỏi thầy. Thầy biết vụ này là thế nào không hả? Ông lang vốn chẳng ưa gì cái tên Cai Tuần kia, vì hắn thường cậy chức vụ bé tèo teo mà lại hống hách, ức hiếp người lành. Dĩ nhiên là không, việc này là của các chú đây. Tôi chỉ nghiệm thi khi được lệnh, chẳng dám bàn lúc sự còn chưa tỏ. Cai Tuần thì phì một tiếng, hắn gật gật. Thầy Tín quả là người luôn theo quy tắc đấy. Tên đó bước về phía cửa sổ, hắn láo liên, chồm tới chồm lui, chập sau thì phán. Chắc mọi người ở đây ai đã thấy rõ chứ hả? Không hề có dấu vết kẻ nào đột nhập cả. Từ đó kết luận được rằng hung thủ chính là người trong cái nhà này. Lời tên kia nói khiến ai nấy đều hoang mang nhìn nhau. Ôi này ông, sao lại có chuyện đó được? Chúng tôi luôn mong cụ chóng khỏe mà. Máu mủ ruột già, chú nói như thế chẳng phải là chia rẽ gia đình chúng tôi sao? Tên Cai Tuần gác tay sau lưng, hắn lườm từng người một. Nhà có nhiều gia sản, Thì chuyện gì mà chẳng thể xảy ra hả? Đúng vậy. Chẳng phải các ngươi luôn mong cha tôi chết để được hưởng phần à? Thang chêm vào rồi lại vờ cúi đầu tỏ vẻ đớn đau trước thi thể của cụ Lộc. Hơ, mi đừng lấy dạ của mi mà so lòng người khác. Tao thấy chính mi mới là kẻ đáng nghi ngờ nhất đấy. Cụ Hiệt là anh trai cụ Lộc lên tiếng. Tên Cai Tuần liền đưa tay. Thôi được rồi, lời vào lời ra mất cả hòa khí, chớ có nghi vấn lung tung. Từ sáng đến giờ tôi và chú Thang đây trà thuốc cùng với nhau, mãi đến khi chú ấy về, xong thấy tình hình là lập tức đi báo tôi ngay. Thầy Tín vẫn im lặng. Ông biết cái điều mà mọi người đang ồn ào, cố làm cho rõ, chỉ phí nước bọt. Hứ, nhưng sao nãy giờ không thấy vợ chồng con Thìa nhỉ? Bọn nó đâu rồi? Thang ra vẻ tức giận. Nhưng những lần hắn đổ lỗi cho em mình là không chăm tra cẩn thận. Ồ, kẻ không có mặt thì rất đáng nghi đấy. Gã Cai Tuần chép miệng. Cụ Hiệt và nhiều người đồng loạt đáp ngay. Không có chuyện đó đâu. Thì nó thương cha hết mực. Biết cha không còn, ban nãy nó ngất, được chồng đưa về phòng rồi. Thế à? Mau qua đó xem nào. Thì nằm im ỉm trên giường. Nhĩ ngồi cạnh bên, lòng chất chứa khổ tâm, lo lắng chẳng yên, muốn mời thầy Tín qua giúp vợ mình, nhưng biết vị ấy hãy còn bận. Đúng lúc đó, Cai Tuần cùng tên Thang ào ào xông vào. Trên tay hắn là một chậu nước. Nó vẫn chưa tỉnh à? Anh Nhĩ còn chưa kịp phản ứng gì thì Thang đã tạt thẳng nước lạnh vào mặt Thìa. Ào một tiếng. Ôi, anh làm gì vậy? Đừng có đóng kịch nữa. Mi ngồi dậy mau cho tao. Thang túm lấy cái áo của em gái mình, giờ đã ướt nhèm. Hắn giật mạnh liên tiếp. Nhĩ vội ngăn hắn lại, nhưng bị tên này đẩy ra. Cô Thìa lờ đờ từ từ mở mắt, giọng yếu ớt. Có chuyện gì vậy anh? Chát! Thang dùng bàn tay thô ráp của hắn tát mạnh vào mặt em mình. À, anh không được làm như vậy. Mi cút ra, tao phải dạy nó. Chuyện nhà tao, đừng có xía vào. Thang quát lớn. Cai Tuần liền bảo lính giữ chặt Nhĩ. Mấy tên còn lại thì chặn trước phòng không cho ai vào. Gã Cai bước tới gần, nhìn người phụ nữ đang kiệt quệ. Hắn bắt đầu quan sát, cứ như xem cô là hung thủ vậy. Tên Thang tiếp tục mắng chửi, còn chêm lời vá hoạ. Chỉ có Mi là luôn ở phòng cha thôi. Cha bị hại, không phải Mi làm thì còn ai chứ? Cô Thìa trừng mắt, thật chẳng hiểu gì. Cô cố gượng mà đáp. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Bấy giờ, gã Cai Tuần bất giác phát hiện có vết thương trên tay cô Thìa. Hắn lập tức tra hỏi. Cái này là cái gì đây? Dạ, là vợ tôi chạm vào đồ mộc của tôi, sơ ý nên bị thương đấy. Anh Nhĩ đáp ngay. Hơ, trông cái vết mớn còn mới như thế này cơ mà. Phải, chỉ vừa hôm qua thôi. Tên Thang xoay đầu lại về phía Nhĩ. Trùng hợp tới thế sao? Nó đụng vào đồ của Mi làm gì chứ? Có ai thấy không? Hơ, vợ tôi ngày đêm chăm sóc cha, ngủ chẳng đủ giấc, đi đứng lúc nào còn lạng choạng. Nhưng vợ tôi vẫn cố giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, vô ý làm chuyện thường. Còn sau hè làm gì có ai ra đó ngoài tôi và vợ tôi đâu. Gã Cai đứng dậy. Hắn phán chắc như đinh đóng cột. Vậy tức là chẳng người nào làm chứng cho vợ chú bị như thế này là giống lời chú nói đâu. Tôi cho rằng dấu đây nhìn tựa như xiết cổ người, bị nạn nhân kéo tay ra rồi để lại vết thương thì đúng hơn đấy. Cái gì? Thật vô lý, không thể nào. Bên ngoài trở nên huyên náo, mọi người phản ứng kịch liệt. Ai cũng có niềm tin vào Thìa. Bình tĩnh nào, chuyện gì rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. Cai Tuần nhìn về phía đám lính. Bay đâu? Dạ, đưa hai người này về truy xét. Cụ Hiệt lớn tiếng, khoan, nhà này đâu phải chỗ các người tự tiện, muốn mang ai đi thì mang chứ. Cai Tuần bước tới gần bên anh trai Cụ Lộc, hắn hạ giọng nói, trắng đen thì cần phân minh rõ ràng, tôi chỉ làm việc theo luật, xin chớ gây phiền hà. Sao? Dám dở giọng đấy với tao à? Cô Thìa gắng sức đứng dậy, đưa tay tới, đôi mắt đã đỏ hoen. Thôi, được rồi bác Hiệt ơi. Cha bị bát hại, phần lỗi là ở cháu. Người ngay thì chẳng có gì phải sợ, cháu sẽ đi theo các ông này. Nhưng mà em có ổn không em? Nhĩ vội đến đỡ vợ mình. Dạ, em không sao đâu. Lát sau, mấy tên lính dẫn vợ Thìa đi khỏi. Thầy Tín trông theo mà bức bối trong lòng, vì ông thừa rõ hung thủ không phải là một người bình thường. Nhưng có lẽ ông cần thêm thời gian để tìm hiểu sự này, những cơ sở quan trọng, và hơn hết ông biết tên Thang cùng cái gã Cai Tuần kia có quan hệ thân thiết với nhau. Mai này khả năng cao chúng sẽ còn làm phiền nhiều sự bất lợi cho bất cứ ai cản đường chúng. Bấy giờ Cai Tuần quay lại phòng Cụ Lộc, thi thể đã được phủ chăn lên. Một viên lính đang đứng canh gác ở đó từ ban nãy đến giờ, trông thấy cấp trên, người này liền hỏi, thưa ông, có cần tôi gọi người tới đưa thi thể về không ạ? Cai Tuần xua tay nói, thôi khỏi, thủ phạm đã rõ rồi. Cùng lúc này, thầy Tín bước đến cửa, ông trầm giọng, như vậy thì có tắc trách quá không? Chỉ dựa vào thương tích trên tay một người đã vội kết tội họ hay sao? Gã Cai nhếch mép nói, ồ, thầy lang mà cũng muốn phá án sao? Được, thế thầy bảo xem, không phải đàn bà ấy thì còn ai trồng khoai đất này chứ? Ông Tín chẳng đáp lại. Vị ấy kéo chăn ra, quan sát kỹ hơn thi thể Cụ Lộc. Lúc đến đây, ông vẫn chưa trông xuống phần chân của nạn nhân, và dĩ nhiên có một điểm bất thường. Nhìn xem này. Lúc này, Cai Tuần cũng phát giác phần chiếu phía chân thi thể hơi nổi cộm. Ừ, lại đây. Gã ta bảo viên lính dịch cái xác qua một chút, rồi lật tấm chiếu lên. Gì thế này? Dưới không gian mờ mờ của ánh đèn dầu, họ thấy một mớ giấy nhàu. Cai Tuần lập tức cầm lên rồi mở ra xem. Tên Thang nghi ngờ đấy là di chúc. Hắn nhanh chân đến gần. Thế nhưng, khá kỳ lạ, mảnh giấy nào cũng đầy những nét khó hiểu, chẳng thể mường tượng được ý nghĩa là gì. Tuy thế, có duy nhất một tờ là viết nội dung Kiền Sơn Kỷ Nhâm Ngọ, thập bất tương, đầu long hổ, nhọn hoắt, tứ bất hạ, chỗ trước sau có quỷ kiếp, toàn cuộc phải vào đất của họ ta. Đọc xong những dòng ấy, tên Thang và gã Cai ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩa là sao? Thơ à? Riêng thầy Tín, ông phần nào hiểu ra nội dung, vì ấy càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Có vẻ như cụ ấy đã biết trước được cái thời khắc bản thân phải giã biệt cõi trần, giờ, ngày, tháng, năm. Cai Tuần nghe vậy, hắn không tin cho lắm. Hơ, căn cứ vào đâu? Thầy nói thế hả? Sao mọi người có thể biết rõ lúc nào họ chết chứ hả? Tôi cho rằng đây chỉ là màn kịch do đàn bà kia dựng nên thôi. Bấy giờ, cụ Hiệt đẩy tên lính mà bước vào, trông vào mảnh giấy. Ông nói ngay, đây quả thực là nét chữ của em ta đấy. Thang cũng rõ điều này, nên hắn bắt đầu khó chịu. Thầy Tín, đây là một bài thơ hay gì đại loại à? Đây không phải là chúc thư sao? Dĩ nhiên không, nội dung đâu nhắc đến việc chia gia sản chứ. Ha, đó có khi chính là động cơ mà đàn bà kia hại ông cụ, vì ông ấy chẳng để lại thư chia phần cho ả. Cai Tuần chép miệng. Thầy Tín phì cười. Vì ấy hỏi, thế còn việc cô ta ngất đi, ông giải thích thế nào? Hơ, cái loại gian xảo chứ gì. À ấy chỉ vờ như thế để tỏ ra là rất yêu mến nạn nhân thôi. Thế tôi hỏi ông này, nếu một kẻ xảo huyệt nhường ấy, thì những chứng cứ buộc tội đâu dễ dàng mà lộ. Đằng này mớ giấy kia vẫn còn y nguyên tại đây. Há chẳng phải lại ông tôi ở bụi này hay sao? Trước lý lẽ đầy thuyết phục của thầy Tín, Cai Tuần cứng họng. Hắn cũng chấp nhận rằng sự này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Nếu không làm rõ, hắn sẽ bị trách tội. Bởi thầy Tín là người có quan hệ rộng với các cấp lớn. Thôi được rồi. Gã Cai Tuần nhìn về phía viên lính. Mau gọi thêm người đến đây đi. Thông thường, nếu ai đấy qua đời vì bệnh tật hay tai nạn, chức trách chỉ đến xem qua để về làm sổ sách. Còn trường hợp với những vụ giết hại, đặc biệt là chưa xác định rõ ràng chân tướng hung thủ, mức độ phức tạp cao, làng sẽ trình lên nhờ cấp cao hơn giải quyết. Do đấy, tại đây, thi thể của cụ Lộc cần được đưa về nơi nghiệm thi thuộc quản lý của cấp tổng. Về phần mình, tên Thang chẳng màng đến đối đáp của Cai Tuần và lang y kia. Hắn đảo mắt khắp căn phòng. Tên ấy vẫn nghĩ rằng cụ Lộc có thể sẽ để lại di chúc ở đâu đó. Chập sau, một toán lính đến đưa xác đi. Con cháu họ hàng quỳ trước sân, khóc nức nở giữa cơn mưa tầm tã. Căn phòng ở phía tây ngôi nhà, nơi được xem là hiện trường, đã chốt chặt cửa lại. Phía trước có dán lệnh niêm phong của Cai Tuần. Dưới thì đặt cái lò đốt vỏ chu loan khô, co kết đen. Khói mà chúng tỏa ra sẽ tiêu đi khí lạnh và khí người chết, tất để tránh tổn hại đến sức khỏe người trong ngôi nhà này. Đây là ý của thầy Tín. Ngoài ra, vị ấy còn dặn mọi người tuyệt đối không được đến gần phòng nơi cụ Lộc mất. Có lẽ không đơn thuần là lý do trên hay niêm phong của Cai Tuần, mà còn bởi điều gì đấy sâu xa hơn nữa. Những làn gió u u thổi qua mái nhà. Cơn mưa giờ đã dứt. Trong không gian lúc này chỉ còn âm thanh đột đột của mấy hạt nước. Vọng vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ nào đấy trong nhà. Với một người vô cùng yêu thương con cháu của mình, thì việc cụ Lộc qua đời là điều khiến bọn nhỏ hết sức đau lòng. Tuy vậy, lại có kẻ sắp đạt được tâm nguyện. Hắn nôn nao, mong chờ gia sản về tay. Không ai vào đây, tất nhiên là Thang rồi. Dù đã qua giờ tí, hắn vẫn khoai khoái trong lòng mà chẳng thể ngủ được. Thấy mụ vợ kế bên đang say giấc, mồm ứa cả mớ nước dãi chảy xuống. Tên Thang thầm nghĩ, cái thứ đàn bà ngủ nghê xấu hết biết cả phần thiên hạ, chỉ được cái là luôn nghe lời ta. Hừ, đúng thật là chẳng có gì trên đời toàn vẹn cả, chẳng có gì vẹn toàn. Tên Thang bất chợt ngẫm nghĩ ra một điều. Hừ, nhưng nếu ý muốn của ta cũng vậy thì sao? Từ trước đến nay, Thang chưa bao giờ tin tưởng vào Thìa. Hắn vẫn nghĩ cô cũng như hắn, chỉ đang giả vờ chăm lo cho cha và gia sản mà thôi. Nên trong cái tư duy hạn hẹp, hắn khẳng định rằng chính Thìa đã ra tay ông cụ. Do đó, chắc hắn mầm cô sẽ bị xử tử, và mọi thứ chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Tuy nhiên, lúc này Thang đã bắt đầu đắn đo. Hừ, tên lang băm kia cứ khăng khăng bênh vực con khốn đó. Có khi đã được nó lo lót tiền bạc rồi cũng nên. Mà quan hệ giữa lang băm và Chánh Tổng lại rất tốt. Biết đâu được, thằng du côn nào đó là gai trong mắt lão ghép tội cho con khốn kia được thả ra. Hơi, thế thì hỏng tất. Nhìn sang vợ thêm phát nữa, tên Thang từ từ mở chăn rồi rời khỏi giường. Hắn cầm chiếc đèn dầu trên tay, rón rén từng bước như kẻ trộm. Tên ấy đi giữa ngôi nhà rộng rinh, giờ đã chẳng còn ai thức. Không gian vốn dĩ đã tối, lại còn lành lạnh. Tuy thế, càng đến gần căn phòng của Cụ Lộc, điều đó càng lột tả rõ ràng hơn. Thang xoa bàn tay vào nắp đèn, nhưng chẳng ấm hơn được chút nào. Hắn vừa hít hà vừa lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, đúng là cái tên lang băm. Đốt cái thứ quái gì mà ta muốn hắt hơi quá. Đã vậy, chẳng tiêu được khí lạnh. Quá là lạnh. Hừ, nhưng phải gắng thôi, nhỡ đầu. Tên Thang cho rằng rất có khả năng trong phòng ông cụ vẫn còn tờ di chúc nhưng chưa ai tìm thấy. Nếu Thìa được tại ngoại, chính thứ đó sẽ khiến hắn mất phần, thậm chí một xu cũng chẳng có. Bất luận thế nào, ta cũng phải kiếm ra trước cho bằng được. Không như ý ta, ta sẽ xé nát nó đi. Mặc dù lối vào phòng đã dán niêm phong và khóa bằng ổ của Cai Tuần, nhưng cửa sổ thì chỉ khép lại. Quả thật, cái gã ấy trước nay đều thích làm cho có lệ. Tận dụng điều đó, tên Thang ra bên ngoài, tắt đèn đi. Hắn mon men theo tường, bước thật khẽ như kẻ trộm cắp. Vì hắn ngại Cụ Hiệt, ông Tị, mấy người thường mất ngủ nên hay dạo trong sân, mặc trời khuya khoắt. Nếu bị phát hiện, coi như tên Thang sẽ khó có cơ hội đột nhập vào phòng nữa. Trăng lên cao, lúc tỏ lúc mờ. Đó là thứ ánh sáng duy nhất giúp cái kẻ đang lấm lét nhìn chung quanh xác định mục tiêu. Hắn bước thật khẽ lại bên cửa sổ. Nó không quá cao, nhưng để dễ dàng hơn, tên Thang ngẫm, có lẽ phải tìm một tảng đá làm bậc để leo lên. Vừa xoay người lại, bất chợt có thứ gì đó khẽ chạm vào đầu gối của hắn, đầy ướt át. Ôi! Mẹ nó! Giật cả mình! Cái thứ vừa khiến kẻ đang làm chuyện mờ ám bị một phen hú vía là một con chó mực. Nó sống ở nhà này cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên, chẳng ai rõ con vật ấy xuất hiện tựa lúc nào. Ngoài vợ chồng Thìa ra, chẳng ai quan tâm chăm sóc nó cả, vì mọi người cho rằng nó chẳng thông minh chút nào. Đã vậy, lại còn vô dụng lười biếng, và đặt tên là Câm. Cũng bởi rất hiếm khi con chó ấy sủa, ngay cả khi gặp kẻ lạ. Thường ngày, nó chỉ loanh quanh ở giàn mướp sau hè. Đêm về, nằm ngủ như chết gần chuồng gà. Chuyện đó đi lang thang vào giấc này và có mặt ở đây có vẻ không được bình thường cho lắm. Nhưng dĩ nhiên, Thang chẳng quan tâm mấy. Hắn nhìn con vật đang lúi húi liếm láp chân mình. Tên ấy xoa xoa đầu nó, phì cười bỡn cợt. Mày canh chừng cho tao nghe chưa? Gặp gì lạ thì sủa, hay không thì cái nồi mận nhựa chờ mày đấy. Tên Thang tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn tìm một tảng đá có kích thước phù hợp rồi bê nó đến bên nơi cửa sổ. Hắn bắt đầu trèo lên, bắt hai tay vào khung ngang. Xong tên ấy bật người. Chỉ chốc lát, Thang đã lọt cái thân hình không quá béo của mình vào khung cửa. Hắn nhếch miệng cười thầm vì mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Leo qua khỏi cửa sổ, tên ấy tiếp đất uịch một phát. Hắn vừa xoa xoa cái mông mới bị đập lên sàn, vừa ngó trái ngó phải. Mặc dù phát ra âm thanh va chạm là thế, nhưng Thang chẳng có gì phải lo. Căn phòng này hoàn toàn tách biệt với các vị trí khác trong nhà. Gần nhất là chỗ vợ chồng Thìa ở, nhưng cả hai đều đang bị tạm giữ. Do đấy, Thang thỏa sức lục lọi mà chẳng sợ bất kỳ ai nghe thấy. Hắn bắt đầu lần mò từng vị trí trong bóng đêm. Tại nhà của Chánh Tổng, Thầy Tín ngồi ở gian trước bên bàn trà, nghe tiếng cửa cổng bên ngoài, biết người cần gặp đã về. Ông lang vội vã bước ra. Ủa, thầy? Cai Tổng không khỏi ngạc nhiên khi giữa đêm giữa hôm thế này lại gặp vị lang y kia trong nhà mình. Chuyện là sau khi thầy Tín rời khỏi nơi tạm giam giữ vợ chồng Thìa, ông gấp rút đến tìm Cai Tổng, nhưng nghe kể làm bảo vị này đã sang huyện có việc. Lòng lo lắng không yên cho người vô tội mà ông dám chắc đang chịu hàm oan. Thầy Tín xin ở lại, quyết chờ đợi Cai Tổng về. Chẳng ngờ thời gian như con thoi đưa, mới hồi chiều đó, giờ đã qua tận giờ tí rồi. Xin lỗi thầy, sắp có khoa thi nên dạo đây tôi thường đi sớm về khuya. Ồ, ra vậy? Tôi nghe bảo đã cải tổ đủ điều nên cũng khó khăn. Thầy Tín rất cảm thông cho vất vả của Cai Tổng, nhưng chuyện quan trọng thì không thể không nói ngay. Ông Tuệ à, cụ Lộc vừa mất lúc trưa. Hả? Thầy nói sao? Thật ư? Vị lang y gật đầu. Đấy là lý do tôi tìm ông đấy. Ừ, hiểu rồi. Thế nhưng, theo tôi thấy, quan hệ của thầy và... Đến chỗ nghiệm thi, vừa đi vừa nói đi. Cảnh làng vắng lặng tiêu điều, những làn khói sương mập mờ, một màu trắng đục vây quanh căn nhà lá nọ. Phía trước nhà treo đầy băng trắng, bay phất phơ theo cơn gió lạnh. Bên dưới, một lính gác đang co ro người lại, đôi mắt đỏ hoe nhớn nhác chung quanh. Anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng e sợ gì đó sẽ xuất hiện quanh đây. Là kẻ chết nhát, nhưng đến phiên thì phải gác. Lại còn ở một chỗ chẳng ai muốn đến, nhà nghiệm thi, nơi lưu giữ xác người phục vụ cho công tác điều tra thời bấy giờ, hoặc thi thể của kẻ chết bờ chết bụi chưa thân nhân nhận về. Tính ra chỗ đấy rất ít khi sáng đèn, không gian luôn trong cảnh u tịch. Đôi lúc một âm thanh quái lạ phát ra đâu đó từ căn nhà này, dù ngày hay đêm, cũng đủ khiến bất kỳ người nào đang tình cờ ngang qua phải bỏ chạy có cờ. Đang còn trong nỗi sợ vơ vẩn, anh lính trông thấy đèn ngày một lại gần. Như tạm thoát khỏi kiếp nạn, cậu ta mừng rỡ đứng dậy. Kính chào ông, kính chào thầy. Vị lang y nhìn xung quanh. Từ đầu hôm đến giờ, không có điều gì lạ đó chứ? Anh lính gãi đầu, chưa hiểu rõ ý của vị kia. À không, không thưa thầy. Lính ấy kéo vách tre ra. Ông lang cùng với Cai Tổng quấn khăn lên mũi rồi bước vào bên trong. Trước mắt họ là xác người lành tanh, đã được trùm kín vải trắng dần lộ ra sau ánh đèn. Cai Tuần không cho phép tôi nghiệm thi khi chưa được sự đồng ý của ông. Thầy Tín vừa nói vừa từ từ kéo vải trùm ra. Ơ, nghe thầy bảo chắc chắn hung thủ không phải cô Thìa, tôi cứ ngỡ thầy đã... Chánh Tổng nhíu mày. Từ lúc gặp tôi cho đến giờ, tôi có cảm giác thầy không dám nói ra điều gì đó thì phải. Vị lang y cẩn thận lia ngọn đèn lại gần cổ tử thi. Chính là đây, ông nhìn mà xem. Những dấu hằn. Chánh Tổng chống cằm suy nghĩ. Ừ, có gì lạ ư? Với một người ít kinh nghiệm làm việc cùng với xác chết, ông Tuệ khó mà nhận ra ngay. Tất nhiên, vẫn còn rất rõ dấu ngón tay hai bên yết, chứ chẳng phải dưới hai mang tai hay sau gáy. Điều đó chứng minh rằng hung thủ không đoạt mạng ông cụ bằng cách ngồi trên giường, sau đấy dồn lực từ tay đè áp xuống. Chánh Tổng trừng trừng. Ơ, nhưng theo lời thầy kể về tư thế của ông cụ là ngửa người, đầu hướng ngược ra cửa sổ. Nhưng nếu không ra tay từ chính diện thì có nghĩa là hung thủ đã âm thầm vào trong phòng nhân lúc cụ ấy không chú ý, hắn từ đằng sau bóp cổ rồi đặt thi thể nạn nhân ngay ngắn trên giường, hòng đánh lừa chúng ta về cách gây án chăng? Thầy Tín ôn tồn đáp: Từ lúc đầu khi vừa thấy thi thể này, phải, tôi đã có suy nghĩ y hệt như vậy. Vị ấy đưa ngọn đèn lại gần tử thi hơn, nhưng tôi mau chóng nhận ra ngay, cho dù hung thủ có bố trí lại hiện trường đi nữa, cũng chẳng mang đến lợi ích gì cả. Bởi vì thực tế, hắn ta không hề siết cổ nạn nhân khi người ấy đang đứng hay ngồi. Hả? Quái lạ vậy sao? Sao thầy có thể bác bỏ điều đó chứ? Rành dấu tay đã minh chứng cơ mà. Vị lang y liền đưa đèn lên cao hơn một chút. Đây, ông hãy nhìn mà xem. Có bao nhiêu dấu ngón tay? Vết tích hiện rõ trước mắt khiến suy nghĩ của Chánh Tổng có đôi chút thay đổi. Ông đã cho rằng kẻ thủ ác dùng một tay bấu cổ nạn nhân, tay còn lại đè lên tay bấu, vì từ nãy đến giờ ông chỉ thấy 4 vết. Nhưng lúc này đã rõ, phía bên kia cổ tử thi cũng có, tổng cộng lại là 8 vết. À, tôi hiểu rồi. Sao thầy cho rằng lập luận ban nãy là sai kia chứ? Theo tôi, hung thủ rõ ràng đã ở phía sau, dồn sức bấm 8 ngón tay vào cổ nạn nhân. Thế nhưng, có lẽ cũng hơi lạ đấy. Rất khó mà dùng lực với cách này. Tuy nhiên, phải rồi. Chỉ cần hắn đặt 2 ngón cái của 2 bàn tay làm điểm tựa, lồng phía sau cổ, thì rất dễ dàng thôi. Thầy Tín chẳng đáp. Ông ta chỉ nhẹ nhàng đẩy tử thi nghiêng về một phía. Bấy giờ, Chánh Tổng ngớ hết cả người. Miệng ông lại lắp bắp: Sao? Sao có thể vậy được chứ? Trên gáy của cụ không hề có dấu tích gì cả, đồng nghĩa với việc hung thủ chẳng hề dùng ngón cái làm trợ lực như phán đoán của Chánh Tổng. Đầu óc ông Tuệ còn đang rối rắm như tơ. Thầy Tín bèn hỏi: Này, sao ông không nghĩ đến trường hợp cụ Lộng đang trong tư thế nằm thì bị kẻ ác từ dưới giường quàng 2 tay lên ám hại? Chánh Tổng như được sáng tỏ. Ông gật đầu liên tục tán thành: Rất có lý. Như vậy hắn sẽ dùng giường làm điểm tựa. Chưa hết, nếu trong lúc chuẩn bị ra tay, nhỡ ai đó xuất hiện, hắn có gầm giường để tạm ẩn nấp. Bỗng thầy Tín thở dài: Tôi cũng đã hy vọng là vậy, vì ít ra còn có cơ may tìm được hung thủ. Nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Có gì dưới gầm giường sao? Hơn nửa canh giờ, tên Thang hì hục lục lọi tất cả ngóc ngách trong căn phòng của cha mình. Hắn vẫn chẳng thu được kết quả gì cả. Khốn nạn! Chẳng lẽ cái lão già ấy không để lại gì cho con cái hay sao? Chẳng lẽ lão ấy muốn ôm hết vàng bạc xuống dưới âm tào mà dùng ư? Biết bao công sức ta chăm nuôi cho lão, giờ thì được lắm. Đừng mong cái thằng này đốt nén nhang nào nhá. Tên Thang hết liếc trái rồi lại lườm phải giữa cái không gian tối mịt. Hàm răng của hắn nghiến vào nhau, mồm thì chẳng ngừng chửi rủa. Được một hồi, tên ấy thôi, hắn ngồi bệt xuống sàn, thở phì phào suy nghĩ. Vậy là chúc thư không có. Nếu con khốn kia được thả ra, chẳng phải sẽ dựa theo làng để chia cắt gia sản hay sao? Vì thường giao du với Cai Tuần, Thang cũng nắm kha khá những lệ luật. Đấy là căn cứ vào pháp chế, nếu người mất không kịp hoặc không soạn di chúc, ngoại trừ việc liên quan đến chức vụ, thì ruộng đất gia tài, con trai lẫn con gái đều được hưởng, không hề phân biệt. Bên cạnh đấy, luật định còn dựa vào việc những người thừa kế trước đó có phụng dưỡng cha mẹ tốt hoặc thất hiếu hay không. Chính yếu tố này làm cho chuyện định phần gia sản phụ thuộc gần như toàn bộ vào quyết định của cấp địa phương. Lúc này, trong đầu Thang chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu hắn nhờ tên Cai Tuần âm thầm nói giúp vài câu, thương lượng lo lót tiền bạc, thì khả năng cao sẽ có thể mua chuộc được hội đồng. Chà chà, hay lắm. Kia mà Thang tặc lưỡi, số tiền duy nhất hắn có chỉ là một khoản ít ỏi vợ đang giữ. Thời gian gần đây Thang còn nợ nần, thi thoảng tên ấy có lén vào căn phòng ngày trước Cụ Lộc ở để tìm vật giá trị hòng trộm mang đi bán. Tuy nhiên không hề có thứ gì. Thang bồn chồn leo từ từ qua cửa sổ. Hắn có chút giật mình khi trông thấy con Câm vẫn loanh quanh gần đấy, nhưng Thang chẳng bận tâm, mon men dọc theo bờ tường. Và lạ thật, con chó mực ấy đang mò mò phía sau hắn. Bất chợt có điều khiến Thang phải đột ngột dừng lại. Đôi mắt tên ấy ánh lên sự gian manh, hướng về phía một cánh cửa sổ đang khép hờ. Chẳng đâu khác, chính là phòng của vợ chồng Thìa. Ồ, lúc chiều bọn nó đi vội nên quên chốt thì phải. Cái ý nghĩ trộm tiền của em mình trong khoảnh khắc ngắn đã hiện lên trong đầu Thang. Từ trước đến nay, nhiều lần tên này nuôi cái dã tâm ấy, nhưng cũng bởi chưa có cơ hội để thực hiện. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng cô Lộc thường xuyên cho Thìa tiền, chồng cô thì làm ăn phát đạt, hẳn sẽ có nhiều thứ đáng giá đang cất giấu trong cái phòng ấy. Biết đây là cơ hội có 102, chẳng chần chừ thêm, Thang tìm cách đột nhập. Lần này hắn không cần phải tìm tảng đá nào to nữa, vì chỗ đây có một cây khế, cành lá sum xuê chìa ngang cửa sổ phòng. Thang khoái chí, hắn thầm nghĩ trời đang giúp hắn. Dưới bóng trăng mờ ảo, cái cây vươn những tán nhọn hình thù xấu xí. Mỗi làn gió thổi qua liên tưởng thì cứ như vô số ngón tay đen đang ra sức bấu víu lên xuống vào khung cửa sổ, tìm cách chui vào nhà. Thang là kẻ ít tin vào chuyện ma quỷ, hiển nhiên hình ảnh đó trong phút chốc chỉ khiến hắn cảm thấy rợn rợn một chút. Tiếp tục âm mưu của mình, Thang trèo lên cây, rồi từ từ bò qua cành lớn, rồi đẩy cánh cửa chậm rãi vào bên trong. Vừa chạm sàn gỗ, bất chợt lòng bàn chân Thang lạnh cóng. Hắn run rẩy, vội lần mò tấm thảm mà đứng lên. Dẫu cho nơi đây cũng tối hồ như phòng Cụ Lộc, nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ. Thang bỗng phát hiện dường như một làn khói đục tựa sương sớm cứ lập lờ quanh quẩn nơi chân chiếc tủ gỗ cách hắn vài bước chân. Thứ duy nhất trong cái phòng này khiến kẻ dã tâm nghĩ chắc chắn tiền vàng cất giấu ở trong đó. Mặc kệ những sự bất thường, Thang tiếp cận tủ gỗ. Hắn đã lo đến việc chẳng biết dùng gì để mặc cậy, nhưng không, tên ấy lại thêm một phen kinh ngạc. Hoàn toàn không có khóa, mà chỉ là cái then cài lỏng lẻo. Tên ấy sướng vui trong lòng, vội vàng mở ra. Tại nơi nghiệm thi, tôi không hiểu ý của thầy. Đáng tiếc, là như thế nào vậy chứ? Sau khi đáp lại lời Chánh Tổng, ông lang im bặt, ngoái đầu nhìn ra ngoài khoảng trời không tối đen. Này thầy ơi! Vị lang y khẽ nghiêng đầu lại. Ông thở mạnh một hơi. Đáng tiếc, bề ngang của giường trong phòng nạn nhân theo tôi ước chừng sắp xỉ là 4 thước. 4 thước sao? Thì sao chứ? Ôi! Chánh Tổng trừng to mắt. Bấy giờ ông đã hiểu ra. Thật là vô lý quá mà. Không thể nào. Tay người làm sao đủ dài để từ bên dưới cái giường rộng như thế mà vòng lên bóp cổ nạn nhân được cơ chứ? Thầy Tín gật đầu. Giọng ông bỗng hạ xuống rất trầm. Vì hung thủ không phải là con người. Lúc này tên Thang đã phát hiện ra một chiếc dương nhỏ có khóa nằm sâu dưới mớ đồ trong tủ. Hắn cầm lên lắc thử vài tiếng thì nghe có tiếng leng keng. Ha ha, đây rồi. Khá đây, thảo nào chúng nó không khóa tủ chứ. Trộm lèn vào cũng chẳng nghi ngờ. Ra là tiền bạc giấu cẩn thận trong đây. Qua mặt được mấy tên lặt vặt, chứ làm sao qua nổi Thang ta. Ha ha ha. Bất chợt kẻ tham lam ấy nghe một âm thanh lạ thoáng qua, y hệt có dòng cười văng vẳng lẫn vào theo tiếng của hắn. Tên này lập tức xoay đầu lại. Không gì khác, mỗi chiếc giường của vợ chồng Thìa chìm trong bóng đêm cạnh góc tường. Thang chẳng quan tâm mấy, tiếp tục suy nghĩ. Hừ, mà nhớ đâu, tiền trong này không đủ, phải tìm thêm thôi. Hắn cố quan sát từ chỗ này qua chỗ khác. Tên ấy lục mấy cái áo đang treo, rồi những chiếc hộp đồ nghề của anh Nhĩ, nhưng không có thêm gì giá trị cả. Lúc bấy giờ chỉ còn đúng một vị trí tên này vẫn chưa mò đến. Hắn quay đầu lại, đấy là giường. Tuy nhiên, một cảm giác rất khó tả từ nãy đến giờ cứ xuất hiện trong đầu Thang. Hắn ngờ vực, cảm nhận như ai đấy đã và đang theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn từ đằng sau. Tên gian manh ấy đảo cặp mắt chung quanh, rồi bước lại gần bên chiếc giường. Hắn leo lên, lật chăn gối, mò tìm, thế nhưng chẳng có gì cả. Rạc, chợt một âm thanh rất khó, khẽ vang lên, nghe như tiếng ai đấy vừa bẻ khớp vậy. Thang chóng phát giác được, nó dường như phát ra từ bên dưới cái giường mà hắn đang ngồi. Cái gì nhỉ? Ta có nghe nhầm không? Ở trong một căn phòng chẳng ai ngoài hắn, nhưng lại có âm thanh đôi chút kỳ lạ. Thang không tránh khỏi sự tò mò, hắn bèn bò từ từ đến nơi mép giường. Bấy giờ Thang nghĩ, à, phải rồi, ta vẫn chưa xem ở dưới đây. Tên ấy chậm chậm cúi người, đầu hướng dần xuống gầm giường. Gâu gâu gâu. Không, không phải người. Thế là gì? Thầy Tín khẽ đáp, ma quỷ. Sao? Rành rành trước mắt về những dấu vết để lại trên thi thể Cụ Lộc, cũng như lập luận chắc chắn từ thầy Tín, nhưng lòng Chánh Tổng còn ngờ vực. Âu là do gia thế nhà ông ta vốn khó ai sánh bằng, mấy đời đều mang chức sắc. Ngày còn trẻ, ông Tuệ được cho đi học trường Tây, tiếp xúc với khoa học tiến bộ, tham gia vào việc chính trị. Sau vì luyến tiếc cảnh làng quê nên trở về rồi nắm chức vụ. Vì lẽ đó, vị này chưa bao giờ tin vào chuyện tà ma. Còn các lễ cúng bái, ông xem là tập tục, phải làm mà thôi. Mặc cho trốn làng đây, chuyện siêu linh ly kỳ không thiếu, nhưng Chánh Tổng vẫn luôn cho rằng đấy chỉ là đồn đại thêu dệt. Dẫu sao, ông Tuệ cũng không muốn mích lòng thầy Tín bằng quan điểm của mình. Ừ, chắc là khi trời sáng, tôi sẽ đi coi xét hiện trường thật kỹ lưỡng vậy. Thầy Tín trùm khăn lại cho thi thể, lòng mang chút thất vọng. Ông ngước mắt nhìn Chánh Tổng. Mới đấy, đã làm việc cùng nhau hơn 5 năm rồi ông Tổng ạ. Có lẽ đây là lần duy nhất ông không tin tôi. Ơ thầy, xin phép ông. Lang y rời khỏi căn nhà, bóng ông dần chìm sau màn đêm. Nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, Thang giật thót mình. Hắn còn chưa kịp nhìn xuống giường đã phải vội phắt người dậy, cặp mắt láo liên trông về phía cửa sổ. Quái, chó ở đâu sủa gần thế?